Thì bây giờ đã là 23 giờ 7 phút ngày 31 tháng 12, thì chỉ còn lại là 53 phút nữa mới đón năm mới 2021. Thì xin chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều thành công trong năm 2021 nhá. Ok, thì hiện tại là tôi đang xem chương trình Vũ Khúc Ánh Sáng để đón năm mới. Không chỉ đón năm mới mà là còn các cái chương trình ca nhạc khác, các cái nội dung hoàn cảnh của chương trình Vũ Khúc Ánh Sáng thì nó cũng liên quan đến countdown thôi, countdown đón năm mới thôi nhá. Ok, thì đấy là những cái hình ảnh mà chương trình đã gợi nhớ lại, hoặc là ban phóng viên hoặc là biên tập viên nào quay lại. Nó giống như là một phim ngắn thôi nhá. Ok, thì còn kênh VTC1, đây cho bạn xem nhé. Đây chỉ toàn là chương trình ca nhạc của đài truyền số VC. Đấy, các bạn nhớ chưa? Và cái chương trình ca nhạc này là họ ghi hình tại nhà hát lớn Hà Nội. Đấy, cái này là đài truyền kiểu số VC đã ghi hình tại nhà hát lớn Hà Nội. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn hình ảnh ở nhà hát lớn Hà Nội, nói chính xác là rất là đẹp luôn. Khá là đông khán giả đi xem chương trình Countdown, cũng là ở VTC1. Thì ở VTV1 là chương trình Vũ Khúc Ánh Sáng, trong chương trình đêm Countdown là họ ghi hình tại trong phố đi bộ Hà Nội. Đấy, cũng khá là đông so với nhà hát lớn Hà Nội, nhưng mà nói chính xác là nhiều người dẫn chương trình nó cũng khác nhau về phân biệt vùng miền. Đó. Bây giờ đang là thời khắc đón giao thừa. Và đây là hình ảnh ở Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. Thì tất cả mọi người đều đeo khẩu trang hết nha các bạn nhá. Là do Covid-19. Và đây là biên tập viên Quang Minh đang trò chuyện với phóng viên. À sorry các bạn nhá. Phóng viên biên tập viên Quang Minh đang nói chuyện về năm mới. Đấy, những điều ước mong muốn. Đó, các bạn nhớ chưa? Đây, điện thoại này. Các bạn nhớ chưa? Đấy, có mấy thanh niên. À đây, các bạn nhớ chưa? Trên xe này. Đấy. Khi mà nói chuyện thì các bạn nên bỏ khẩu trang ra nhá. Ok, nếu mà các bạn đeo khẩu trang mà nói qua mic thì nó sẽ rất là khó nghe. Đấy, vì thế các bạn nói chuyện qua mic thì các bạn nên cởi khẩu trang ra nhá. Ok, còn khoảng độ là 3 phút nữa mới đón năm mới, mong là có countdown.
phong học lại của tôi. Mình quay TV thì mình phải có cái nội dung có Creative Commons. Đấy, các bạn phải có cái nội dung mà tôi quay TV. Các bạn có thể quay TV nhưng mà nội dung là của người khác nha. Đấy, nội dung tiền trình là nội dung của người khác nha. Ok, không hiểu bây giờ ta sẽ bắt đầu thời khắc, đón thời khắc đếm ngược nha. Đây, bật to lên cho các bạn xem. Đèn flash. Ba mươi giây nữa. 26. Còn 14 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới 2021 nha các bạn nha. Đấy, pháo hoa này là pháo hoa theo hình tượng animation. Đấy, pháo hoa rất là đẹp. Pháo hoa bắn thật nhá. Các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Ở ngoài đường là có một cái pháo hoa cũng giống như trên TV. Đấy, rất là đẹp luôn. Chưa bao giờ lại bắn pháo hoa Tết dương lịch như vậy. Đấy, phải nói là rất là tuyệt vời khi đón năm mới, năm 2021. Đấy.